Những người kinh doanh không phải là những chuyên gia. Có 3 nhóm người mà bạn sẽ học với tôi trong chương trình Tinh thần Doanh nhân. Có 3 nhóm người sau đây. Nhóm 1, nhóm các chuyên gia. Chuyên gia là những người trực tiếp tạo ra sản phẩm và làm thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Ví dụ như thợ may, may quần áo, luật sư ra tòa tranh tụng cho khách hàng. Kiến trúc sư vẽ ngôi nhà. Bác sĩ bẻ răng người ta. Chuyên gia, đấy được gọi là chuyên gia. Cô có bẻ răng ngay bao giờ không? Không, à đúng rồi. Cho nên nó sinh ra loại người thứ hai là nhóm người làm công tác quản lý. Nhiệm vụ của nhóm người làm công tác quản lý là tạo ra những điều kiện thuận lợi để nhóm chuyên gia làm việc. Tạo ra những điều kiện thuận lợi cho nhóm chuyên gia làm việc. Tạo ra môi trường, tạo ra cơ sở hạ tầng. Nhóm quản lý, tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, tăng thêm đội ngũ, kế toán, tài chính, vân vân, những người làm quản lý. Họ thường gắn với chữ giám đốc hay là manager. Những người làm công tác quản lý. Ta có thể hiểu nhóm chuyên gia giống như nhóm cầu thủ bóng đá. Nhóm quản lý giống như ông bầu của bóng đá. Ở trong công ty may, nhóm chuyên gia là thợ may. Nhóm quản lý là giám đốc của xưởng hoặc là đốc công của xưởng may. Bệnh viện là ông giám đốc bệnh viện. Còn chuyên gia là ông bác sĩ. Nhóm thứ ba, nhóm kinh doanh, nhóm các nhà kinh doanh. Hay còn gọi là nhóm ông chủ cũng được. Hoặc là nhóm các nhà kinh doanh. Nhóm các nhà kinh doanh làm một việc thôi, là cung cấp các nguồn lực để nhóm quản lý làm việc. Nhóm chủ này cung cấp các nguồn lực. Họ không làm, họ không tham gia vào quá trình làm, mà họ chỉ cung cấp nguồn lực, tiền, cơ sở hạ tầng, máy móc, công nghệ, vân vân. Vâng, đầu tư đấy. Khi ta nhìn thấy điều này, ta mới hiểu ta đang ở đâu. Thường thì khi không phân biệt được thì ta thường làm cả ba. Ta lấy tiền ra, ta tự tổ chức thuê người và sau đó mình cộng với công nhân để làm ra những cái áo, cái quần rồi mang bán. Và đấy là lý do mình không biết gì về kinh doanh cả. Nếu bạn đang xem cái video này mà thấy nó hay, nó giúp đỡ được bạn điều gì đó thì đừng quên chia sẻ nó nhé, bởi vì có rất là nhiều người đang cần bạn chia sẻ và ai đó sẽ vô cùng biết ơn bạn nếu mà họ nhận được cái video này. Hãy chia sẻ nó ngay ngày hôm nay. Chia sẻ ngay, bấm nút chia sẻ ngay nhá. Xin cảm ơn các bạn và tiếp tục nào. Nên mình phải phân biệt ba nhóm người này. Và tất nhiên các anh chị lại hỏi tôi, thưa thầy, là ba nhóm này thì nhóm nào kiếm được nhiều tiền hơn? Ba nhóm này đều có cơ hội kiếm tiền giỏi như nhau. Một đội bóng ở Anh, cầu thủ là 13 triệu bảng Anh một năm. Ông bầu, người quản lý 11 triệu đô la một năm. Ông chủ âm 150 triệu một năm. Khi tôi bắt đầu công ty luật của tôi thì tôi ở vai trò gì đố các anh chị biết? Vâng, vai trò chuyên gia. Bởi vì tôi được học ở trường luật, tôi sẽ trở thành chuyên gia. Nhưng mà sau đó công việc bắt đầu nhiều lên, tôi bắt đầu thuê thêm các luật sư cộng sự để làm việc cùng. Vậy tôi trở thành gì các anh chị? Trở thành người quản lý. Nhưng mà khách hàng, tôi vốn có uy tín lớn trong công ty này nên khách hàng chỉ tìm tôi thôi. Vậy lúc này tôi phải làm gì ạ? Vừa chuyên gia vừa quản lý.
Và đấy chính là một điều sai lầm nếu chúng ta không có tư duy đúng. Nhưng toàn bộ cơ sở kinh doanh, máy tính, thuê người, thuê tài sản, quảng cáo, vận hành, toàn bộ bằng tiền của tôi. Vậy tôi là gì ạ? Tôi là nhà đầu tư, là ông chủ, là nhà kinh doanh. Nhưng mà tôi có học về kinh doanh không ạ? Không học về kinh doanh nên tôi phải có văn bằng 2 về tài chính doanh nghiệp. Không học về kinh doanh mà ra kinh doanh, cứ tiền về nhưng chẳng thấy đâu. Và đấy là lý do nghèo muôn kiếp, mặc dù có cái card visit là giám đốc doanh nghiệp. Mặc dù có giải thưởng sao vàng đất Việt, nhưng thằng kia nó hỏi tiền mày đâu, nói tao không có. Cho nên chị âm 300 thì tôi cũng âm dần gần như thế. Chị làm việc cả năm thì tôi cũng làm việc 16 tiếng một ngày. Và nhiều người ở đây trong căn phòng này đều trải qua. Và tôi hiểu câu chuyện của chị. Chị tên chị gì, chị nói to lên. Xuyến. Vâng. Chiến. Vâng, chị Chiến. Hôm nay có chị Tiến và chị Xiện. Chiến. Vâng. Thì sẽ có anh Yến nữa. Thì chị Chiến kinh doanh là thua lỗ, là bởi vì mình được đào tạo thành chuyên gia. Mình sẽ may rất giỏi những sản phẩm đấy, nhưng mình không có tư duy đúng về kinh doanh nên mà đã lựa chọn thị trường sai thời điểm. Bao nhiêu trong số các anh chị thấy việc mình giỏi may thì không có nghĩa là mình kinh doanh ngành may giỏi? Giơ tay lên nói tôi. Bao nhiêu trong số các anh chị thấy như anh Duy kia rất giỏi, là kiến trúc sư rất giỏi, nhưng mà không có nghĩa là mình có thể kinh doanh ngành kiến trúc sư được? Bao nhiêu trong số các anh chị hiểu điều này? Giơ tay lên nói tôi. Quay sang cạnh hai phái rằng là tư duy khác với kỹ năng. Tư duy khác với kỹ năng. Kỹ năng hay tư duy, cái nào quan trọng hơn ạ? Tư duy. Cho nên lúc này mới có một cuốn sách như sau các anh chị. Tại sao bọn A làm việc cho bọn C, còn bọn B làm việc cho chính phủ? Tại sao sinh viên hạng A ra trường thì làm việc thuê cho sinh viên hạng C, và những người hạng B làm việc cho chính phủ? Tên của cuốn sách này: Why A Grade Working for C Grade and B Grade Working for Government. Why A Working, tại sao bọn A làm thuê cho hạng C, còn hạng B thì làm việc cho chính phủ? Đấy, tên cuốn sách đấy. Tôi không bốc phét tí nào đâu, sách tiếng A, sách Tây, sách ta tôi đều chịu khó đọc lắm. Tại sao A bọn giỏi làm việc cho bọn ngu, còn bọn trung bình làm việc cho chính phủ? Dịch có thể nguyên nghĩa ra cho sót. Tại sao bọn ngu làm việc giỏi làm việc cho bọn ngu? Đố các anh chị biết tại sao đấy. Ngu là giỏi về cái gì ạ? À? Giỏi là giỏi về cái gì ạ? À? Giỏi về giỏi cái bậc chuyên gia. Còn bọn ngu thì nó vì nó không ai thuê cả. Thế nó phải làm gì ạ? À? Nó phải tự bỏ tiền, nó thuê cái bọn giỏi về làm việc cho nó. Đời run rủi và chẳng công bằng tí nào cả. Vì tất cả các ông đều làm chủ nên dẫn đến một bi kịch tiếp theo là không thuê được thằng chuyên gia nào cả. Nên các ông trở thành gì ạ? À? Không ạ, à, các ông trở thành người làm thuê cho chính mình. Self-employee, đúng rồi. Người làm thuê cho chính mình. Cho nên nếu các ông muốn làm chủ thì các ông lại phải học cái tư duy của ông chủ. Các ông lại phải có kỹ năng của ông chủ. Tôi nói này, cái kỹ năng của ông chủ là gì ạ? Một trong những kỹ năng của ông chủ là kỹ năng giúp cho đồng tiền nó vận hành. Cái kỹ năng của ông chủ khác là kỹ năng nói chuyện và thấu hiểu con người để vận hành đội nhóm. Một cái kỹ năng khác của ông chủ mà sáng nay anh em mình nói ở đây: chiêu dụ nhân tài. Phải người tài, tức là làm chuyên gia, có kỹ năng chiêu dụ nhân tài để nhân tài chiêu dụ nhân tài, đấy mới gọi là ông chủ. Như vậy thì cái kỹ năng lãnh đạo phải cần. Như vậy cái tư duy làm chủ nó khác với cái việc tư duy làm chuyên gia. Chúng ta đi học để trở thành chuyên gia. Vậy thì ở đây có ông nào muốn đi học Facebook Marketing không? Khi mình đi học Facebook Marketing thì mình trở thành người gì ạ? Mình trở thành người chuyên gia. Chuyên gia thì giàu hơn hay ông chủ giàu hơn? Không quan trọng. Nhưng mình xác định rõ vai trò là mình đi học Facebook ra thì mình về mình làm công việc là kinh doanh, cái nghề làm Facebook Marketing.
ai thuê mình làm, mình gọi là chuyên gia. Còn lợi nhuận là của ông. Tôi chỉ trả công cho tôi là được rồi. Ông mua máy tính cho tôi. Ông nào sẽ là người mua máy tính? Không phải. Ông quản lý mới là ông mua máy tính. Ông giám đốc mua tôi cái máy tính. Ông giám đốc lại đi tìm ông chủ tịch. Hỏi ông ơi, xuất tiền mua máy tính. Đấy, nó sẽ là như vậy. Thế trong nhà mình, cái ba cái nhóm người này, ông nào là ông chủ nhà? Vợ à? Ông nào là ông quản lý? Ông chồng à? Thế thì ông nào là ông chuyên gia? Ông chồng à? Tức là ông chuyên gia sẽ tạo giá trị cho ông khách hàng, và ông khách hàng đổi lại sẽ trả cái gì ạ? Trả tiền. Thì ông nào nhận? Ông nào sẽ nhận? Ông chủ sẽ nhận tiền, bởi vì tiền vào tay ông chủ sẽ cần phải được cung cấp lại để tái đầu tư. Ở trong nhà mình, ai là người nhận tiền? Vợ là người nhận tiền. Thế ai là người cung cấp nguồn lực cho hệ thống hoạt động? Còn lâu, bọn nó nhận được tiền rồi, nó làm sao ạ? Nó cất đi. Cho nên mới có câu hỏi, tiền nhiều mà làm gì? Tiền nhiều có tiêu hết được đâu, khổ quá nhưng cứ giữ. Như vậy, đấy có phải là bà chủ thực sự không? Không, chỉ là thủ quỹ mà thôi. Và khi làm thủ quỹ thì là chuyên gia hay là quản lý? Chuyên gia. Nhiệm vụ của họ là giữ tiền. Nên đôi khi các bà không hiểu được cái điều này. Các bà cứ giữ tiền của các ông ấy mà không tiêu. Cho đến lúc các ông bảo là đưa đây để tiêu, mà không tiêu cho mày một nửa, thế là mình tèo. Nên mình phải làm gì ạ? Tiêu hết đi trước khi nó hiểu tiền có nghĩa là gì. Cho nên mình phải tiêu hết tiền đi. Và khi mình tiêu hết tiền đi thì lúc đấy chồng mình nó sẽ gặp phải một cái khó khăn trong cuộc đời. Và khi nó gặp phải khó khăn thì mình mới quay sang chồng. Chồng, em chỉ là những điều để khiến anh lớn hơn mà thôi. Và bắt đầu nói khó khăn sinh ra cho những kẻ bỏ cuộc, thử thách dành cho những người đàn ông can trường. Đến tầm này anh bỏ tôi phải không? Cứ lúc mà giàu có thì anh không nói gì, bây giờ hơi nghèo khó là anh đi tìm đứa khác phải không? Tôi biết rồi, hóa ra anh cũng chỉ là người đàn ông thế thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong video vừa rồi. Hãy bấm vào nút subscribe, nút đăng ký ở bên dưới video này để bạn có thể nhận được những video tiếp theo của tôi sớm nhất. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ. Bấm vào cái nút hình quả chuông để lần sau tôi phát sóng là bạn nhận được video sớm hơn những người khác. Phạm Thành Long xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Phạm Thành Long.